Xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã trở lại với channel của Phương Vũ. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi coi một căn nhà tại thành phố Garango. Căn nhà này được rao bán là 767.000, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1.000 square feet, lot size là 7.200, nằm trong một khu vực rất là tốt của Garango. Cái khu neighborhood này thì mình thấy nó rất là yên tĩnh, đường xá rất là sạch sẽ, rộng rãi, và cũng rất là an ninh. Từ cái địa điểm của cái nhà này về hướng Bô Sa, khu Việt Nam của mình thì chỉ khoảng tầm 5 đến 10 phút mà thôi. Căn nhà này nó nằm tại Magnolia và Lamson ha. Mình thấy đó, căn nhà này phía bên ngoài là cũng còn rất là ok. Đường mình có thể đậu xe ở dưới đường thoải mái và có một cái driveway rất là rộng ha. Có thể đậu được cỡ 4 5 chiếc xe và chưa kể là hai xe garage nữa. Cái nhà này thì nằm không xa cái căn nhà Phương mới bán cách đây vài ngày. Nhà Phương thì nằm về cái hướng Anaheim một tí, mà Phương bán 870. Cái nhà này á, mà nó cũng không có rộng, nó chỉ nhỏ hơn một tí thôi, mà họ bán chỉ có 767.000, thì Phương thấy cái giá này nó khá là hấp dẫn so với thị trường hiện tại và với cái địa điểm của căn nhà này. Nói chung là thì tại vì nó hơi cũ một tí bên trong thì mình vô mình phải bỏ một số tiền ra mình sửa. Thì nếu như mà mình có thể mua được tầm cái giá cỡ 750 hoặc là 760 gì đó thì là rất là good. Nếu như mà mua khoảng, miễn sao mình mua khoảng dưới 800 thì sẽ có mà rất là good deal ha. Rất là good deal là tại vì mình thấy bên ngoài thì vẫn còn rất là ok, bên trong mình chắc mình nghĩ bỏ thêm chừng chắc cỡ gần 100.000 nữa để sửa thôi, nhưng mà để mình vô mình coi kỹ bên trong như thế nào ha. Ở ngoài thì mình thấy đó là một căn nhà cũng rất là dễ thương ha, bên ngoài thì nhìn cũng còn khá là ok, không đến nỗi nào. Rồi bây giờ mình đi vào bên trong nha. Thì cái địa điểm của căn nhà này là một cái địa điểm rất là tốt nha mọi người, nằm kế bên Westminster đó. Cái hợp khu thì mình nghĩ rằng nó là nó dính với cái hợp khu của Huntington Beach hay sao á, thì thành ra cái khu này nó rất là tốt. Xin lỗi, hợp khu này của là hợp khu Garden Grove ha, vẫn là hợp khu Garden Grove. Zip code là 92841. Thì bây giờ mình đi coi đồ đạc bên trong nè. Thì nói chung ra cái kitchen này nọ đó, mình thấy đó là sơ sơ bên trong thì nó cũng khá là cũ rồi. Kitchen, nhà tắm này nọ ha, mình vô thì mình phải sửa lại, tân trang đồ lại ha, sơn sửa đồ lại, thay thảm, thay cái vật liệu của kitchen này nọ. Nói chung ra thì mình thấy cabinet này vẫn còn ok nè, nó nếu mà mình không cầu kỳ thì có thể giữ lại được ha, nhưng mà chỉ phải thay cái appliances đó. Kitchen thì nó nằm kế bên cái phòng khách khi mình bước vào đó. Thì sơn sửa lại những cái bức tường đó, rồi thay mấy cái cửa sổ đồ lại ha. Thì đây là cái khu vực laundry đó, khu vực laundry thì nói chung ra là bàn ghế tủ bếp đồ lại thay hết, thay hết. Thì mình nghĩ nếu không có cái gì major ảnh hưởng giống như là móng nhà, mái nhà hay là những cái vấn đề về điện đóm, đường ống này nọ, thì spend chừng 50 đến 70 ngàn, 80 ngàn gì đó thì mình sẽ có một cái ngôi nhà khang trang ha. Mình không phải nói là tuyệt đẹp nhưng mà có thể ở được lâu dài đó. Sofa mình thấy nó vẫn còn rất là ok, không đến hỏi mà bị cũ quá hay là bị nát. Đây là cái khu vực cái stove ha, cái máy hút ở đây. Mình thì mình không có thích cái vị trí của nhà bếp, tại vì cái nhà bếp nó ngay cái giữa căn nhà đó, thành ra cái nhà mình nó nấu nướng này nọ thì cái người Việt Nam, người Á Đông mình, người ta thích nó, mình hay nấu nướng nó, thì thành ra cái nhà làm cái nhà mình nó hơi ngợp. Cho dù là có máy hút này nọ, nhằm khi mình nấu nướng này nọ nó có mùi á đó. Mình thì mình thích bếp gần cửa sổ hay là riêng một góc trong nhà thì hay hơn ha. Nói chung cấu trúc căn nhà thì không đến nỗi nào đó, nhưng mà chỉ có cái bếp là vậy thôi đó. Bây giờ mình đi tới những cái phòng tắm và phòng ngủ ha. Phòng tắm và phòng ngủ thì mình thấy vẫn còn khá là ok đó, chỉ phải thay mấy cái toilet nè đó, rồi thay mấy cái sink này nọ đó.
chứ thực ra thì nó cũng không có bị gì nhiều. Nhà này thì một số khu vực là có thảm đó, những cái phòng ngủ thì có thảm là phải thay thảm, lót lót nếu mà lót thì phải lót hết lại luôn, lót bằng vinyl thì nó tiêu tốn của chúng ta khoảng chừng chắc cỡ 10-15 ngàn ha, tiền sơn sửa này là thay thay này nọ là cũng thêm vài chục ngàn nữa đó. Nói chung là nếu mà không bị gì rồi. Nhà này thì nó nhỏ thôi, 966 square feet thôi, phòng ngủ cũng rất là nhỏ ha. Thì nếu như mà mình có nhu cầu á, thì mình phải nếu mà muốn phòng ngủ bự hơn và có space thêm trong căn nhà thì mình xây thêm ra, mình làm addition ra, hoặc là mình giữ cái nhà vậy cũng được. Mình có thể xây cái ADU phía sau ha. Nếu như mà cô chú anh chị nào muốn đầu tư thì căn nhà này nếu mình mua được cái giá cỡ 740 thì rất là good, mình bỏ ra chừng 5-70 ngàn nữa thì thành ra cái nhà mình nó cũng ok đó. Thì đó là vấn đề đầu tư thì mình đã nói nhiều rồi. Thì nói chung ra đầu tư mà mua để flip đó, nó không còn hiệu quả tại Cali nữa, unless là mình có cái connection là mình mua mấy cái nhà để rẻ nó mục nát thì nó mình về mình sửa, có nghề mình sửa lại thôi. Còn ví dụ như mà nhà mà đã lên list lên thị trường thì đầu tư nó không có giá trị ha. Ủa cái bên đó là gì ta, hay là cái nhà tắm này nó bị lủng lỗ rồi, ha, họ đóng cái dán trên đó rồi. Thì nói chung ra là nếu mà đầu tư đó, thì không có, mình đầu tư mà lâu dài mình mua mình sửa lại sơ sơ mình cho mướn ha, rồi mình để sau này cái giá trị nhà thì nó tăng lên đó, rồi người cho mướn người ta trả tiền nhà cho mình theo thời gian thì mình có cái equity trong đó. Nó là như vậy thôi, còn không thì còn 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 muốn nữa thì thay xây thêm ADU, hoặc là dễ nhất là convert cái gara, họ có một cái detached gara bỏ thêm chừng 50 cho đến 70 ngàn nữa thì chúng ta có thể có được một phòng ngủ, một phòng tắm, một kitchen này nọ. Thì cái này nó có thể đem lại cái tiền khoảng 1.500 cho đến 1.700 mỗi tháng cho chúng ta ha. Thì nói chung là cái ra thì còn nhìn rất là ok ha. Mình chỉ cần phải bỏ cái cửa này đi nè, làm bản vẽ, làm insulation này nọ thôi đó, ngăn phòng đồ ra, làm điện đường đường điện, ống nước, ống gas này nọ đó, mình nghĩ trong tầm tầm cỡ 70 ngàn. Thì ví dụ như mình mua cái nhà này down 20% đó, 20% cho cỡ 150 đi không, bỏ thêm 70 ngàn nữa là 200 mấy. 20% thì mình nghĩ cái payment của mình cỡ tầm 4-5 ngàn tháng đi, thì mình cho mướn ở trên ở dưới cũng được. Nhà trên thì mình cho mướn cỡ được 2.000 mấy, ở dưới mình cho mướn cũng được 1.000 mấy, 2.000 nữa, thì cũng nếu mà giữ, nếu mà đói đế lắm thì cũng được về vốn không. Nhưng mà nhà mình thì cũng đó, nó tăng cái gì cái giá trị căn nhà mình lên, lúc nào nó cũng vậy thôi. Theo mình thấy cái phía sau này vẫn còn đất khá là rộng để chúng ta có thể xây ADU ha. Chỉ cần bỏ cái patio đi, phía sau chúng ta có thể xây được thêm cái ADU, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm nữa, đúng không? Đó, nhà rất là rộng nha mọi người. Thì thành ra căn nhà này là một căn nhà cũng có rất là nhiều tiềm năng đó. Nhưng mà chưa có lời là khi nào mình trả được cái giá cỡ 750 nha, nhưng mình không biết mình mua được cái giá 750 hay không thôi đó. Mua lên cỡ 760, 770 thì cái margin của mình nó không còn nhiều nữa đó. Nhà này được cái là họ có bốn cái bức tường nè, đất vuông vức ha, bốn bức tường rất là privacy. Bức tường tường là bằng gạch không à. Rồi mình xin dừng cái video đây, nếu như ai thích cái video này của mình thì hãy like comment trên cái video, và những ai có nhu cầu mua bán nhà cửa tại Cali xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310 480 7779, 310 480 7779. Bye bye.